anh bạn này rất chi là thuận thịnh nè. Đọc câu hỏi cho thiệt kỹ nè. Bắt đầu coi. 1, 2, 3. Mới có 3 giây à, là anh đã có kết quả rồi. Ok, chính xác luôn. Dư thời gian nhiều quá luôn nè. Đây là đề thi số 10 của TVU. Các bạn lớp DAI20 thi vào chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021 nha mấy bạn. Đây, anh này nhìn rất là chăm chú. Các bạn đã xong rồi nè. Chỉ kia chỉ là kiểm lại cho chắc. Chính xác, không có gì phải thay đổi cả. Rất là dư giờ luôn, các bạn an tâm nha. Cố lên. Đấy, mọi người là dư giờ lắm á. Câu số 1. Cơ quan gì? Đáp án da. Câu số 2. Ở làm tuyến nước bọt, câu hỏi cấu trúc gì? Đáp án ống vân. Câu số 3. Ở làm khí quản, câu hỏi tế bào gì? Đáp án tế bào trụ có lông chuyển. Câu số 4. Ở làm gan, câu hỏi cấu trúc gì? Tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Câu số 5. Làm xương, câu hỏi cấu trúc gì? Đáp án màng xương. Câu số 6. Ở làm tinh hoàn, câu hỏi cấu trúc gì? Đáp án ống sinh tinh. Câu số 7. Ở làm hạch, câu hỏi tế bào gì? Đáp án tế bào lympho. Câu số 8. Ở làm thận, câu hỏi cấu trúc gì? Đáp án tiểu cầu thận. Câu số 9. Cơ quan gì? Đáp án tủy sống. Câu số 10. Ở làm ruột non, câu hỏi cấu trúc gì?
đáp án Van Ruột. Chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé.